Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi-thiên 29. Hỡi các con của Đức Chúa Trời, hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài. Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Tiếng Đức Giê-hô-va dội trên các nước, Giê-hô-va Đức Chúa Trời vinh hiển sấm sét trên các nước sâu. Tiếng Đức Giê-hô-va rất mạnh, tiếng Đức Giê-hô-va có sự oai nghiêm. Tiếng Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương nam, phải Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương nam Li-ban. Ngài khiến nó nhảy như bò con, Li-ban và Sirion nhảy như bò tót tơ. Tiếng Đức Giê-hô-va khiến những lằn lửa văng ra, tiếng Đức Giê-hô-va làm cho đồng vắng rúng động. Đức Giê-hô-va khiến đồng vắng Ca-đe rúng động. Tiếng Đức Giê-hô-va khiến con nai cái sinh đẻ và làm cho trụi các rừng. Trong đền Ngài thai thảy đều hô rằng vinh hiển thay. Đức Giê-hô-va ngự trên nước luộc, phải Đức Giê-hô-va ngự ngôi vua đến đời đời. Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài. Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài. Chương 12. 6 ngày trước lễ vừa qua, Đức Chúa Giêsu đến thành Bethany, nơi Lazarơ ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ. Lazarơ là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Bây giờ, Mary lấy một cân dầu cam tùng hương thật rất quý giá, xức chân Đức Chúa Giêsu và lấy tóc mình mà lau. Cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Giuđa Iscariot là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng: "Ra không bán dầu thơm đó lấy 300 đơm nhê đặng bố thí cho kẻ nghèo." Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Hãy để mặc Người. Người đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác ta. Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn." Một bọn người Giu-đa nghe Đức Chúa Giêsu có tại đó bèn đến, chẳng những vì Ngài thôi, lại cũng để xem Lazarơ là người Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại. Các thầy tế lễ cả bèn định giết luôn Lazarơ nữa, vì có nhiều người Giu-đa nhân cớ người mà chia rẽ họ và tin theo Đức Chúa Giêsu. Qua ngày sau, có một đám dân đông đến đặng dự lễ, biết Đức Chúa Giêsu lên thành Giê-ru-sa-lem bèn lấy những lá kè ra đón Ngài và reo lên rằng: "Hô-sa-na, chúc phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến là vua của Israel." Đức Chúa Giêsu gặp một con ngựa con, bèn lên cởi y như lời chép rằng: "Hỡi con gái thành Si-ôn, chớ sợ chi, này vua ngươi đến, cởi trên lừa con của lừa cái." Môn đồ trước vốn không hiểu điều đó, nhưng đến khi Đức Chúa Giêsu đã được vinh hiển mới nhớ lại những sự đó đã chép về Ngài và người ta đã làm thành cho Ngài. Đoàn dân ở cùng Ngài khi Ngài kêu Lazarơ ra khỏi mộ và khiến từ kẻ chết sống lại đều làm chứng về Ngài. Ấy cũng tại điều đó mà đoàn dân đi đón Ngài, vì có nghe rằng Ngài đã làm phép lạ ấy. Nhưng đó người Pha-ri-si nói với nhau rằng: "Các ngươi thấy mình chẳng làm nổi chi hết, kìa cả thiên hạ đều chạy theo người." Và trong đám đã lên đặng thờ lại trong kỳ lễ có mấy người Gret đến tìm Philip là người ở thành Bethsaida thuộc xứ Galilê mà xin rằng: "Thưa Chúa, chúng tôi muốn ra mắt Đức Chúa Giêsu." Philip đi nói với Anrê, rồi Anrê với Philip đến thưa cùng Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng: "Giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý hơn mình. Hiện nay tâm thần ta bối rối, ta sẽ nói gì? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng ấy cũng vì sự đó mà con đến giờ này. Cha ơi, xin làm sáng danh Cha. Bây giờ có tiếng từ trên trời phán xuống rằng: ta đã làm sáng danh rồi, ta còn làm cho sáng danh nữa. Đoàn dân ở tại đó nghe tiếng thì nói rằng thế là tiếng sấm. Có kẻ khác nói: một vị thiên sứ nào nói với Ngài. Chúa Giêsu cất tiếng phán rằng: ấy chẳng phải vì ta mà tiếng này vang ra, nhưng vì các ngươi. Hiện bây giờ có sự phán xét thế gian này, và hiện nay vua chúa của thế gian này phải bị xua đuổi. Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Ngài phán vậy để chỉ mình phải chết cách nào. Đoàn dân thưa rằng: chúng tôi có học trong luật pháp rằng Đấng Christ còn đời đời, vậy sao thầy nói con người phải bị treo lên? Con người đó là ai? Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng: sự sáng còn ở giữa các ngươi ít lâu, hãy đi trong khi các ngươi còn có sự sáng, e rằng sự tối tăm đến thình lình cùng các ngươi chăng. Kẻ đi trong nơi tối tăm thì chẳng biết mình đi đâu. Các ngươi đương có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng. Đức Chúa Giêsu phán như vậy rồi đi và ẩn mình cách xa họ. Và dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài, để được ứng nghiệm lời này của đấng tiên tri Ê-sai: lạy Chúa, ai đã tin lời giảng chúng tôi, và cánh tay Chúa đã tỏ ra cho ai? Vả lại chúng không thể tin, vì Ê-sai lại có nói rằng: Ngài đã khiến mắt họ mù, lòng họ cứng, hầu cho mắt chẳng thấy, lòng chẳng hiểu, không tự hối cải, và ta chẳng chữa lành cho. Ê-sai nói điều đó khi thấy sự vinh hiển của Ngài và nói về Ngài. Nhưng trong hàng quan trưởng cũng có nhiều người tin Đức Chúa Giêsu, song vì cớ người Pha-ri-si nên không xưng Ngài ra, sợ bị đuổi khỏi nhà hội chăng, vì họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến. Tuy vậy, Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán rằng: ai tin ta chẳng phải tin ta, nhưng tin đấng đã sai ta đến. Còn ai thấy ta là thấy đấng đã sai ta đến. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta chẳng ở nơi tối tăm nữa. Lại, nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ, ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó, vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi. Lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta, nhưng Cha sai ta đến đã truyền lệnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thế nào. Ta biết mạng lệnh Cha, ấy là sự sống đời đời. Vậy những điều ta nói thì nói theo như Cha ta đã dặn. Chương 10. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy đi đến Pharaon, vì ta đã làm rắn lòng người và lòng quần thần, để làm cho các dấu lạ của ta tỏ ra giữa họ, hầu cho ngươi thuật cùng con và cháu mình những công việc to tát ta đã làm trên dân Ai-cập. Các dấu lạ ta đã làm giữa vòng họ, đặng các ngươi biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Môi-se và A-rôn bèn đi đến Pharaon mà tâu rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời dân Hê-bơ-rơ có phán như vậy: ngươi không chịu hạ mình trước mặt ta cho đến chừng nào? Hãy tha dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta. Nếu từ chối, không cho dân ta đi, này, ngày mai ta sẽ sai cào cào đến địa phận ngươi. Nó sẽ phủ rợp trên mặt đất, người ta chẳng còn thấy đất nữa. Nó sẽ cắn xả những vật chi còn lại, tức vật nào trận mưa đá còn chừa lại. Nó cũng cắn xả những cây mọc ngoài đồng ruộng các ngươi, vào đầy cung điện ngươi, dinh thất của quần thần ngươi và nhà cửa của người Ai-cập. Ấy là một điều tổ phụ ngươi, đến đổi thủy tổ ngươi, cũng chẳng bao giờ thấy từ khi họ đã có trên mặt đất cho đến ngày nay. Đoạn, Môi-se xây mặt lui ra khỏi Pharaon. Quần thần Pharaon tâu rằng: đến chừng nào người này mới thôi gài bẫy ta? Hãy tha dân ấy đi, để chúng nó hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó. Bệ hạ há chưa biết rằng nước Ê-díp-tô đã bị nguy vong sao? Họ bèn truyền đòi Mô-sê và A-rôn trở lại cùng Pharaon. Người nói rằng, hãy đi hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, hết thảy những ai là người phải đi. Mô-sê tâu rằng, chúng tôi đi sẽ đem nam phụ, lão ấu và chiên bò theo, vì về phần chúng tôi, ấy là một lễ của Đức Giê-hô-va. Pharaon bèn nói rằng, cầu xin Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Hồ dễ ta cho các ngươi cùng con cái đều đi sao? Không, quả thật không cho đâu, vì các ngươi có mưu ác. Không được vậy đâu, chỉ các ngươi là đàn ông phải đi hầu việc Đức Giê-hô-va, vì là điều các ngươi đã xin. Đoạn họ bèn đuổi Mô-sê và A-rôn khỏi trước mặt Pharaon. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Mô-sê rằng, hãy giơ tay ngươi ra trên xứ Ê-díp-tô, đặng khiến cào cào tràn lên xứ đó, cắn xả rau cỏ và mọi vật chi trên đất mưa đá còn chừa lại. Vậy Mô-sê bèn giơ gậy mình ra trên xứ Ê-díp-tô, thì Đức Giê-hô-va dẫn ngọn gió đông thổi trên xứ sòng ngày và đêm đó. Qua sáng mai, gió đông đã dẫn cào cào đến. Cào cào trên khắp cả xứ Ê-díp-tô và sa xuống trong địa hạt xứ ấy nhiều vô số. Trước kia chẳng bao giờ có bằng số đó, sau này cũng chẳng hề sẽ có bằng như vậy. Cào cào bao phủ khắp mặt đất của cả xứ, và xứ thành ra tối tăm, cắn xả các rau cỏ ngoài đồng cùng trái cây mà mưa đá còn chừa lại. Trong khắp xứ Ê-díp-tô chẳng còn chút xanh tươi chi cho cây cối hay là cho cỏ rau ở ngoài đồng ruộng nữa. Pharaon vội đòi Mô-sê và A-rôn đến mà phán rằng, trẫm đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi và cùng các ngươi nữa. Nhưng bây giờ xin xá tội cho trẫm lần này, và hãy cầu giùm Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, hầu cho ít nữa Ngài khiến xa trẫm cái vạ chết này. Mô-sê bèn lui ra khỏi Pharaon và khẩn nguyện Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va dẫn ngọn gió Tây đến rất mạnh, đem cào cào đi đuổi xuống Biển Đỏ. Khắp địa hạt Ê-díp-tô chẳng còn một con cào cào nào. Nhưng Đức Giê-hô-va làm cho Pharaon cứng lòng, người chẳng tha dân Israel đi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Mô-sê rằng, hãy giơ tay ngươi lên trời, hầu cho trên xứ Ê-díp-tô có sự tối tăm dài đến đổi người ta rờ đụng đến được. Vậy Mô-sê giơ tay mình lên trời, bèn có sự tối tăm rất dài trong 3 ngày tại xứ Ê-díp-tô. Trong 3 ngày đó người ta không thấy nhau được, không ai nhóm khỏi chỗ mình được. Nhưng trong chỗ Israel ở thì có ánh sáng cho họ. Pharaon bèn đòi Mô-sê mà phán rằng, hãy đi hầu việc Đức Giê-hô-va, con trẻ đi theo nữa, chỉ bầy chiên và bò ở lại thôi. Nhưng Mô-sê tâu rằng, chính bệ hạ hãy cấp cho chúng tôi các con sinh và vật chi dùng làm của lễ thiêu để dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Các bầy lục súc sẽ theo chúng tôi nữa, không còn để lại một móng chân nào, vì chúng tôi sẽ dùng mấy con thú đó mà hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng tôi biết vật chi dùng để thờ phượng Đức Giê-hô-va chỉ khi nào sẽ đến nơi đó. Nhưng Đức Giê-hô-va cho Pharaon cứng lòng, nên người không khứng cho dân Israel đi. Pharaon nói rằng, hãy lui ra khỏi ta, khá giữ mình, đừng thấy mặt ta nữa, vì ngày ngươi thấy mặt ta thì sẽ chết. Mô-sê bèn nói rằng, bệ hạ nói phải lắm, tôi chẳng hề thấy mặt bệ hạ nữa đâu. Chương 11. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Mô-sê rằng, ta sẽ giáng cho ông và xứ Ê-díp-tô một tai vạ, đoạn người sẽ tha cách đi khỏi đây. Khi định tha đi thì sẽ đuổi cách ta khỏi đây. Nói cùng dân sự và dặn rằng, mỗi người, bất luận nam hay nữ, phải xin kẻ lân cận những đồ bằng bạc và bằng vàng. Đức Giê-hô-va làm những sự được ơn trước mặt người Ê-díp-tô. Mô-sê cũng là một tôn trọng trong xứ Ê-díp-tô, trước mắt quần thần tôn và trước mắt dân. Mô-sê, Đức Giê-hô-va như vậy, chừng đêm ta sẽ ra tuần hành xứ Ê-díp-tô. Hết con trưởng nam trong xứ Ê-díp-tô sẽ từ thái tử của Pháp ngồi trên ngai mình cho đến cả của người đòi ở sau cối và luôn mọi con đầu lòng của súc nữa. Trong cả Ê-díp-tô sẽ có tiếng kêu la ỏi cho đến đổi chưa hề, và cũng sẽ chẳng bao giờ giống như vậy nữa. Trong cả dân Israel đến một con chó cũng sẽ chẳng sụp người hoặc vật. Hầu ngươi biết rằng Đức Giê-hô-va biệt dân Israel cùng người Ai-cập là giường nào. Này, quần thợ bệ hạ sẽ xuống cùng tôi, mình trước mặt tôi mà rằng, ngươi và cả dân sự theo ngươi đi đi. Đoạn tôi ra, Mô-sê lui ra khỏi Pharaon giận lắm. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng một rằng, Pharaon chẳng nghe ngươi đâu, hầu cho lạ ta thêm lên trong xứ Tô. Mô-sê A-rôn bèn làm các dấu lạ cho Pharaon, nhưng Đức Giê-hô-va làm cho Pharaon cứng lòng, nên người chẳng tha dân Israel đi khỏi xứ mình. Thứ 2, tại Ai-cập, Đức Giê-hô-va cùng Mô-sê và A-rôn rằng: tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm. Hãy nói toàn hội chúng Israel rằng: đến ngày mồng 10 tháng này, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. Nếu nhà ít người quá ăn không hết một chiên con, hãy chung rất lân cận mình, tùy số người, và hãy tính cho một con tùy sức người ăn hết. Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là con đực, tuổi giáp niên, tì vít chi, khoảng để dành cho đến ngày 14 này. Rồi cả hội Israel sẽ giết nó chiều tối. Lấy huyết đem bôi trên hai cây cột và mày cửa của nhà nào thịt chiên con đó. Đêm ấy họ sẽ ăn chiên quay với bánh không men và rau đắng. Nó ăn thịt nửa chín nửa sống hay là luộc trong nước, nhưng quay trên lửa cả đợt đò với bộ lòng. Các ngươi chớ để chi còn lại đến mai, nếu còn lại hãy thiêu. Vậy ăn thịt đó phải dây lưng cột, mang dài, tay cầm ăn hối hả, ấy là vượt qua của Đức Giê-hô-va. Đêm đó ta sẽ qua xứ Ai-cập, hành hại tại con đầu lòng xứ Ai-cập, người ta cho đến súc vật, sẽ xét đoán các thần của xứ Ai-cập. Ta là Giê-hô-va. Huyết của trên nhà các ngươi ở sẽ dùng làm dấu. Khi ta hành hại xứ Ai-cập, thấy huyết đó thì vượt qua, chẳng có tai nạn gì các ngươi. Các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm. Trải các đời hãy giữ làm một lễ cho Đức Giê-hô-va, tức là lễ lập ra đời đời. Trong 7 ngày phải không men. Vừa đến ngày thứ hãy dẹp men khỏi nhà, vì hễ ai ăn bánh có men nhất cho đến ngày thứ 7 thì sẽ bị trút ra khỏi Israel. Ngày thứ nhất sẽ có một sự nhóm hiệp thánh. Qua 7 các ngươi cũng sẽ có một sự thánh nữa. Cái ngày đó chẳng nên làm gì, chỉ lo sắm đồ ăn với người cần ăn mà thôi. Vậy các ngươi hãy giữ bánh không men, vì 9 ngày đó ta rút quân đội các ngươi ra khỏi xứ Ai-cập. Nên chi trả các đời giữ ngày đó như một lễ lập đời đời. Ngày 14 tháng giêng chiều các ngươi sẽ ăn bánh không men chiều ngày 21 tháng đó. Trong 7 ngày không nên còn thấy men tại nhà các ngươi, vì bất luận người ngoại hay là người bản xứ, hễ ai ăn bánh có men sẽ khỏi hội chúng Israel. Chớ nên ăn bánh men, khắp nơi các ngươi ở đều phải ăn bánh men. Vậy Mô-sê nhóm lại các trưởng lão Israel mà nói rằng: hãy đi bắt một con trong bầy cho mọi nhà các ngươi và giết nó làm lễ vượt qua. Rồi hãy lấy một kim giới nhúng vào huyết trong chậu, bôi lên mài và 2 cái cửa. Đoạn trong các ngươi chớ ai ra khỏi mình cho đến sáng mai. Đức Giê-hô-va sẽ qua đặng hành hại xứ Ai-cập. Khi thấy huyết nơi mày và 2 cây cột cửa, Ngài sẽ vượt qua, không tiêu diệt vào nhà các ngươi đặng hành hại. Hãy giữ lễ này như một lệ lập ra đời đời cho các ngươi và con cháu các ngươi. Khi nào các ngươi vào xứ mà Đức Giê-hô-va sẽ ban cho như lời Ngài đã phán, thì hãy giữ lễ. Khi con cháu các hỏi rằng lễ này là nghĩa, hãy đáp rằng ấy là của tế lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va, vì khi Ngài hành hại xứ Ai-cập thì Ngài đi vượt qua các nhà dân Israel và cứu nhà chúng ta đó. Dân Israel bèn cúi đầu lại đi làm theo lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Mô-sê và A-rôn. Và khi giữa đêm Đức Giê-hô-va hành con đầu lòng tại xứ Ai-cập, từ thái tử Pharaon ngồi trên ngai mình con cả người bị tù, thảy con đầu lòng của súc vật. Đang lúc ban đêm, Pharaon, quần thần cùng hết thảy người Ai Cập đều chờ. Có tiếng kêu inh ỏi trong xứ Ai Cập, chẳng một nhà nào là không có người chết. Trong đêm đó, Pharaon bèn đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: Hai ngươi và dân Israel chờ dậy ra khỏi giữa vòng dân ta mà đi hầu việc Đức Giê-hô-va như các ngươi đã nói. Cũng hãy dẫn bò và chiên đi lời các ngươi đã nói và cầu phước cho ta nữa. Người Ai Cập thúc giục dân Israel ra khỏi xứ mau mau vì nói rằng: Chúng ta đều chết hết. Vậy dân sự đều đem bột nhồi rồi chưa men đi, bọc những thùng nhồi bột trong áo tơi vác lên mình. Và dân Israel có làm y theo lời mà đã dặn, xin người Ai Cập đồ bằng bạc và bằng vàng cột sống. Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mắt người Ai Cập nên họ bằng lòng cho, và dân Israel trần người Ai Cập vậy. Dân Israel đi từ Ramse đến Su-cốt, số không kể con nít, được chừng 60 vạn người đàn ông bộ. Lại có vô số người ngoại bang đi lên chung luôn với chiên, bò, súc vật nhiều. Bèn hấp bánh không men bằng bột mình đã đem theo từ xứ Ai Cập. Bột không men vì cớ bị đuổi khỏi xứ Ai Cập không thế chậm trễ, và cũng chẳng sắm kịp lương thực chi được. Vả thì kiều ngụ của dân Israel tại xứ Ai Cập 430 năm. Khi mãn 430 năm rồi thì cũng trong ngày đó quân đội của Đức Giê-hô-va ra khỏi xứ Ai Cập. Ấy đêm người ta phải giữ cho Đức Giê-hô-va, vì Ngài rút dân Israel khỏi xứ Ai Cập. Trải các đời, cả dân Israel phải giữ đêm đó để tôn trọng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Đây là luật lệ về lễ vượt qua. Phàm người ngoại bang chẳng được ăn lễ đó. Còn về phần tôi mọi là người bỏ tiền mua, ngươi hãy làm phép cắt bì cho thì họ mới được ăn. Khách ngoại bang và kẻ làm thuê cũng chẳng được phép ăn lễ đâu. Lễ đó chỉ ăn nội trong nhà. Ngươi đừng đem thịt ra ngoài, và cũng đừng làm gãy một cái xương nào. Hết thảy hội chúng Israel phải giữ lễ vượt qua. Khi một khách ngoại bang nào kiều ngụ nhà ngươi muốn giữ lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va, thì mọi nam của họ phải chịu phép cắt bì. Đoạn họ mới được đến giữ lễ này và được coi như người sinh trong xứ. Nhưng ai không chịu phép cắt thì chẳng được ăn đâu. Cũng đồng một luật cho người sanh trong xứ cùng khách ngoại bang nào đến kiều ngụ giữa các ngươi. Toàn dân Israel đều làm như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy Môi-se và A-rôn. Cũng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va dân Israel tùy theo quân đội ra khỏi xứ Ai Cập. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.